Ta đến một cách tạo ra các giá trị ngẫu nhiên. Ta sẽ thực hành xoay nhiều đối tượng với các góc ngẫu nhiên. Nhập lệnh khớp ở Rhino và vẽ một đường cong. Tạo một tham số khớp ở Tapper Jam trong panel Geometry. Nhấp phải chọn xét toán khớp thiết lập đường cong cho tham số khớp. Tạo component rectangular ở dây giúp ta tạo thêm nhiều đối tượng bản sao và xếp theo tứ giác. Thiết lập tham số khớp cho tham số G. Nhấp phải tham số C chọn xét hoàn rạch tăng khổ và vẽ một tứ giác để thiết lập khoảng cách giữa các đối tượng. Tham số X, Y, thiết lập số lượng các đối tượng theo chiều ngang và dọc. Tham số đầu ra X xuất giá trị tọa độ các bản sao. Tham số đầu ra G xuất bộ giá trị 18 đường cong. Tạo component area tab surface trong panel analysis. Thiết lập tham số G, tham số C xuất tọa độ tâm của mỗi đối tượng. Ta sẽ xoay các đối tượng quanh các tâm này với các góc ngẫu nhiên. Tạo component rotate và tab transform trong panel Julidian. Thiết lập tham số G, tham số A thiết lập độ xoay có giá trị mặc định là 0.5 nhân pi. Thiết lập tham số P cho tham số C để xác định mặt phẳng của các đối tượng. Nhấp phải tham số A và chọn degree. Sau đó nhấp phải, chọn set number và nhập giá trị độ xoay. Ví dụ ta nhập 45. Ta thấy các đối tượng đồng loạt xoay 45 độ với tâm được tạo ra từ component area. Sử dụng component random, có 3 tham số đầu vào và 1 tham số đầu ra. Tham số giờ thiết lập vùng giới hạn cho các giá trị. Trong ví dụ này ta cần xoay các góc từ 0 đến 360 độ. Ta nhấp phải chọn set domain và nhập 0.02360. Tham số n thiết lập số lượng các giá trị ngẫu nhiên được tạo. Ở ví dụ này ta có 18 đối tượng. Nhấp phải tham số n chọn set integer và nhập 18. Tham số s thiết lập số lần hệ thống tạo ra các giá trị ngẫu nhiên. Ta thiết lập cho tham số a của component rotate. Ẩn hiển thị component khớp và rectangular ở đây để quan sát các đường cong được xoay góc ngẫu nhiên. Xóa đường cong ở Rhino. Ta thấy các đường cong được xoay các góc ngẫu nhiên từ component ra nầm. Tham số s ta có thể thiết lập bằng number slider. Tham số S cho ta số lượng trường hợp hệ thống tạo ra giá trị ngẫu nhiên để sử dụng. Cách này ta có thể xoay nhiều đối tượng với góc khác nhau trong một lần mà không cần phải xử lý từng đối tượng. Hết bài 12. Adapter.